hé lộ bí mật chấn động về đại vận tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, từ 51 đến 55 tuổi, tránh ba điều này, gặp dữ hóa lành, vượt qua tử nạn, đổi đời giàu sang, sống thọ cả đời. Đoán xem số mạng Giáp Dần, đại khê mạng thủy nước sông chảy hoài, số tuổi lúc nhỏ gian nan, có lúc bệnh tật khóc hoài khó nuôi, lớn lên làm có của kho, có rồi lại hết sớm đầy tối vơi, số này phải chọn phương xa, lập nên cơ nghiệp vậy mà mới yên, nhân duyên chắc trở buổi đầu, về sau mới được an hòa gia môn. Trung vận phát đạt giàu sang, cũng nhờ hồng phúc của trời ban cho, nhưng nhà chẳng đặng yên vui, trở về vận cuối gia môn đắc thành. Vâng, kính thưa quý cô bác tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 thân mến, trong cuộc sống này vô cùng khó lường, nhiều người tự hỏi không biết tương lai của mình sẽ ra sao. Và khi đã gần chạm mốc 51 năm cuộc đời, nhiều cô bác không khỏi lo lắng và bất an vì càng già càng lắm bệnh tật, lại thêm nhiều nỗi lo về con cháu, tiền bạc, nhìn những người bạn ngày ngày gần gũi, thân quen dần rời xa cõi đời mà bần thần, cô đơn, xót xa quái lòng. Vì vậy, với mong muốn nắm bắt được vận mệnh, nhiều cô bác đã tìm đến tử vi tướng số nhưng vẫn còn bán tín bán nghi. Chính vì vậy, các nhà tử vi huyền học đã dày công nghiên cứu các tròn sao cung mệnh, tìm hiểu số mệnh theo khoa học và đúc kết ra những lời nhắc nhở về mệnh vô cùng chính xác. Đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay, tuổi Giáp Dần là con giáp được luận giải về 5 năm may mắn nhất trong đời. Dẫu trước đây gặp vô số khó khăn, khổ nạn, khiến Giáp Dần hao tiền tốn của, bệnh tật đầy thân, chịu nhiều áp bức bất công, nhưng từ nay trở đi, chỉ cần biết ba điều cấm kỵ này thì mọi khổ đau trong đời lập tức xoay chuyển thành phúc lộc, may mắn đến tới tấp, giàu sang phú quý ba đời. Vậy, ba điều đó là gì? Thời cơ nào đang đến với tuổi Giáp Dần, quý bạn cần phải làm gì để nắm bắt vận may? Hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Chán chớm nhăn tóc đã điểm hoa dâm, thoáng chốc thôi 50 đã đến, nửa thế kỷ trên đời lòng vẫn trẻ, vẫn chưa dám nghĩ mình già, dù đã qua bao thăng trầm bão tố, đã đi qua hơn nửa đời sóng vỗ, sóng xô bờ bình tâm ngẫm nhầm sổ, chuyện đời xưa được mất gì bởi duyên số an bài, còn điều gì day dứt tuổi xuân phai. Cố gắng làm khi ta còn sức khỏe, kẻo muộn màng hối tiếc đời trôi vội, chuyến đò chiều bóng xế đã sang ngang, nông nổi qua chữ gia đình quan trọng, quá khứ buông cơn gió lạ xa xăm. Để tình già êm đềm nồng nàn say đắm, cùng nhau bước dẫu đời lắm trông gai, gai đời cào rướm máu cả bàn tay, chua chát nhìn thói đời bạc đen tối, cần lắm bờ vai an ủi vỗ về. Để nhẹ lòng bước tiếp những ngày mai, quy luật đời chẳng ưu ái riêng ai, bụi trần phủ cay mắt đắng cay, nước thời gian gội mái đầu vạc trắng, bóng chiều man mác đuổi theo sau lưng. Tuổi nhìn mệnh, câu nói tưởng chừng đơn giản, nhưng lại ẩn chứa bao triết lý sâu sắc về cuộc sống. Khi bước sang tuổi 51, nhìn lại quãng đường đã qua, Giáp Dần mới thấu hiểu hơn về ý nghĩa của câu nói này. Nhớ khi còn trẻ, ta miệt mài theo đuổi danh lợi, quyền lực, địa vị, ta dồn hết sức lực, hy sinh tuổi thanh xuân để đạt được những mục tiêu mà ta cho là quan trọng nhất. Nhưng đến nay, khi đã trải qua bao thăng trầm, ta mới nhận ra rằng tất cả những thứ đó chỉ như mộng ảo. Bong bóng, sức khỏe tốt, bình an sống qua mỗi ngày mới là điều quý giá nhất, danh lợi, địa vị. Cao đến đâu cũng không thể mua được sức khỏe, khi ta ốm đau, mọi thứ trở nên vô nghĩa. Tuổi 51 là thời điểm để Giáp Dần bắt đầu tận hưởng cuộc sống, nửa đời lo cho con, nửa đời vất vả vì gia đình. Giờ đây ta có quyền được nghỉ ngơi, an hưởng tuổi già, đừng vội vàng can thiệp vào việc nhà của con cái, hãy để chúng tự do theo đuổi con đường riêng của mình. Con cháu có phúc của con cháu, ta không cần phải quá bận tâm. Hãy dành thời gian cho bản thân, cho những sở thích cá nhân, đi du lịch, gặp gỡ bạn bè, đọc sách, làm vườn, bất cứ điều gì khiến ta vui vẻ và hạnh phúc, hãy trân trọng từng khoảnh khắc hiện tại, bởi cuộc đời ngắn ngủi lắm. Ở tuổi 51, điều quan trọng nhất là học cách làm hài lòng bản thân. Sau bao năm cống hiến cho gia đình, cho công việc, giờ đây là lúc ta dành thời gian cho chính mình. Hãy làm những điều khiến ta vui vẻ, hạnh phúc, đi du lịch, gặp gỡ bạn bè, đọc sách, làm vườn, bất cứ điều gì khiến ta cảm thấy thoải mái và thư giãn. Tuổi 51 là lúc tâm bắt đầu tĩnh lặng, hạnh phúc với những gì mình đang có, ngắm nhìn con cháu trưởng thành, chiêm nghiệm, ái, ố, hỉ, nộ, đã đi qua cuộc đời. Tuổi 51 đã đi qua năm con giáp, khép kín một vòng tuần hoàn ngũ hành của trời đất, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Từ nay trở đi sống thêm năm nào là sự khuyến mãi của tạo hóa, đừng đòi hỏi gì thêm. Tuổi 51 là lúc cần học hỏi cách làm người tốt thật sự. Nói ra có vẻ nực cười, nhưng là thế đấy, ví như khi ta còn trẻ, đi ký hợp đồng luôn thuyết phục bên ta, tôi chỉ lời lãi có 10% thôi. Thực ra ăn của họ đến 30%, hoặc ta bán hàng luôn nói với khách, tôi mua 9 bán 10, thực ra nhập vào chỉ là 5 hoặc 6 thôi, vân vân, nói ra cả ngày cũng không hết.
Thương trường là chiến trường mà biết dối trá là xấu đấy, vẫn phải ngoảnh mặt làm ngơ, giờ phải học lại, học làm người tử tế, ngay thẳng, thật thà, có vậy mới xứng là giường cột cho con cháu nhìn vào. Tuổi 51, ta nên học cách chơi tao nhã của tiền nhân, nuôi con chim, con gà, chậu cảnh, giò lan, khi chén rượu, khi cuộc cờ, khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên, trong các cuộc nhậu với bạn bè, món ngon nhất vẫn là món nhắm nhau. Tuổi 51 tình yêu đích thực, không còn hào nhoáng, trăng hoa ngàn mây, sau hơn 30 năm ngày cưới, tình mới thật là tình người, nhường nhịn nhau, thương mến nhau, con chăm cha không bằng bà chăm ông. Tuổi 51 quỹ thời gian không còn nhiều, không nên giữ những bí mật quan trọng của cuộc đời, nên giải tỏa hết cho người thân, nhỡ có đột ngột ra đi, không cần chăn chối điều gì. Chỉ giữ lại cho mình một chút thôi, những kỷ niệm của tình trường kể cả tình đơn phương, làm hành trang cùng ta đi đến giây phút cuối cùng, mắt đã nhắm, tay đã xuôi, nhưng trên môi vẫn tủm tỉm một nụ cười. Xét về số mệnh của tuổi Giáp Dần 1974, cả cuộc đời bôn ba, theo đuổi ước mơ, đã trải qua bao vất vả, lo âu, có lúc mệt mỏi, nuối tiếc, có những điều Giáp Dần từng lo lắng, bận tâm, hóa ra chẳng đáng để ta nặng lòng. Giáp Dần đã quá khổ, quá mệt mỏi, hà cớ gì cứ mãi chỉ trích bản thân, đời người vốn dĩ không như ý, ta không thể cưỡng ép mọi thứ theo ý muốn mình. Miễn là ta đã cố gắng hết mình, dù kết quả thế nào cũng đều xứng đáng, từ nay trở về sau, hãy sống cho chính mình, trân quý những gì đang có. Yêu thương những người xung quanh, đừng so sánh bản thân với người khác, bởi mỗi người đều có một con đường riêng, hãy học cách tha thứ. Bởi tha thứ không chỉ giúp người khác, mà còn giải thoát chính bản thân ta khỏi gánh nặng oán hận. Cuộc đời ngắn ngủi biết bao, không cần thiết phải tính toán chi li từng việc nhỏ. Bởi ta không thể nắm bắt được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Những điều không hiểu được, ta không cần cố gắng giải mã. Những người không thể phỏng đoán, ta không cần tò mò. Những lý lẽ nghĩ không thông, ta buông bỏ suy tư. Những chuyện không vui đã qua, hãy cất giữ nó vào một góc nhỏ trong tâm trí, để nó không còn ảnh hưởng đến hiện tại và tương lai của ta. Hãy tự nhắc nhở bản thân rằng, không cần phải hoàn hảo, nhưng nhất định phải sống chân thực. Ta không cần phải giàu có, nhưng nhất định phải vui vẻ. Niềm vui và sự chân thành sẽ giúp ta cảm nhận cuộc sống một cách trọn vẹn và ý nghĩa hơn. Giáp Dần cũng nhận ra rằng, cuộc sống sẽ không thay đổi vì những lời oán trách của ta. Đời người sẽ không đổi khác vì ta phiền muộn, dù ta có oán trách hay buồn bã. Cuộc đời vẫn tiếp tục diễn ra theo quy luật của nó. Oán trách và phiền muộn chỉ khiến bản thân thêm khổ đau, chẳng mang lại lợi ích gì. Thay vì chìm đắm trong muộn phiền, hãy tập trung vào những điều tích cực, hãy mỉm cười với những gì ta đang có, trân trọng những khoảnh khắc hạnh phúc bên người thân yêu. Hãy học cách buông bỏ những điều không thể thay đổi và tập trung vào những gì ta có thể kiểm soát. Có một câu nói rất hay rằng, vui vẻ là một ngày, sầu khổ cũng là một ngày. Vậy sao ta không vui sống cho đến cuối cuộc đời này? Đúng vậy, cuộc đời ngắn ngủi lắm, hãy trân trọng từng khoảnh khắc và sống một cách trọn vẹn nhất. Sau tuổi 51, Giáp Dần đừng làm khó bản thân mình. Đừng vì những người không thích mà đánh mất niềm vui. Đừng vì những người chỉ thoáng qua trong cuộc đời mà lưu luyến không thôi. Cũng đừng phiền não với những chuyện nhỏ nhặt như áng mây thoảng qua. Cuộc sống là một hành trình đầy màu sắc, với những thăng trầm, vui buồn đan xen. Có những lúc ta hân hoan trong niềm vui, có những lúc ta chìm trong nỗi buồn. Nhưng dù cuộc sống cho ta điều gì, hãy luôn giữ cho mình một thái độ sống tích cực, thản nhiên vui vẻ đón nhận. Hãy sống vì bản thân, bởi vì bạn chỉ có một cuộc đời để sống. Đừng cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người, bởi điều đó là không thể. Thay vào đó, hãy tập trung vào những gì bạn muốn, những gì bạn cần và những gì khiến bạn hạnh phúc. Đừng làm khó bản thân bằng những so sánh hay ghen tị với người khác. Mỗi người đều có một con đường riêng, một cuộc sống riêng. Hãy trân trọng những gì bạn đang có và nỗ lực để hoàn thiện bản thân. Hãy là chính bản thân mình, bởi vì bạn là người độc đáo nhất trên thế giới này. Đừng cố gắng bắt chước hay gượng ép bản thân thành một người khác. Hãy tự tin thể hiện cá tính và bản sắc riêng của bạn, đi tốt con đường mà bạn đã chọn, làm tốt những việc trong phận của mình, sống cuộc sống mà bạn mong muốn, đừng lo lắng về những gì người khác nghĩ. Theo lời tiên tri của giới tử vi, trong 5 năm sắp tới, tuổi Giáp Dần cực may mắn nằm trong danh sách con giáp giàu sang thành đạt hơn người, bước sang giai đoạn mới. Giáp Dần được các tinh soi chiếu, dần thoát khỏi vòng kim kẹp của hung tinh, nhờ vậy, vận mệnh của con giáp này có những bước ngoặt lớn. Đặc biệt là về sự nghiệp và tài lộc, niềm tin mãnh liệt và thành quả từ nỗ lực giúp họ không bao giờ lung lay ý chí trước những lời bàn tán. Những ngày tháng khốn khó dần lùi xa, mở ra trước mắt Giáp Dần là một tương lai tươi sáng rực rỡ. Tử vi dự đoán, 5 năm tới là thời điểm con giáp này như diều gặp gió, bay cao trên con đường công danh sự nghiệp. Nhờ những năm tháng tuổi trẻ không ngừng phấn đấu và tích lũy kinh nghiệm, họ từng bước khẳng định vị thế của bản thân và luôn được cấp trên đánh giá cao, nhắc đến tuổi Giáp Dần.
người ta thường nghĩ ngay đến sự ổn trọng, chắc chắn và làm việc đến nơi đến chốn. Nhờ những đức tính này, mọi việc qua tay con giáp này đều được hoàn thành một cách gọn gàng và hiệu quả. Năng lực của họ đã được khẳng định và tiếng lành đồn xa, giúp họ ngày càng tạo dựng được vị trí vững chắc trong xã hội. Giai đoạn này, sự nghiệp của tuổi Giáp Dần hứa hẹn sẽ có những bước tiến vô cùng khởi sắc, không chỉ thành công và giữ vị trí trọng yếu tại nơi làm việc. Con giáp này còn có thể đầu tư, kinh doanh bên ngoài và gặt hái được nhiều thành công vang dội. Nhờ vậy, thu nhập cả chính và phụ của họ đều tăng cao, giúp họ có cuộc sống sung túc và đủ đầy. Đây là thành quả xứng đáng cho những tháng ngày vất vả và khó khăn mà tuổi bản mệnh đã trải qua. Kim đầu tinh mang theo vận tài lộc sáng rõ, soi đường dẫn lối cho con giáp này đến với thành công và sung túc. Trời sinh những chú hổ vốn là những người cần mẫn và siêng năng. Ban đầu, họ phải chịu khá nhiều vất vả, mệt nhọc trăm bề. Tuy nhiên, khó khăn chỉ càng khiến họ thêm mạnh mẽ, tự tích lũy bài học kinh nghiệm xương máu. Nhờ vậy, con đường công danh của họ dần trở nên thuận buồm xuôi gió. Bản mệnh không mưu cầu giàu sang phú quý, nhưng cũng không chấp nhận buông xuôi mặc kệ hoàn cảnh. Bạn không bao giờ cho phép mình ngừng nghỉ, luôn phải vươn lên, cố gắng hết sức. Đến thời điểm chín muồi, con giáp này sẽ có được tất cả vinh hoa, phú quý. 5 năm tới chính là lúc họ đạt đỉnh cao về tiền tài và danh vọng. Về mặt sự nghiệp, vốn là một con giáp giao thiệp rộng rãi, sở hữu tài ngoại giao bẩm sinh, Giáp Dần chính là cái tên được nhắc đến trong danh sách những con giáp đổi vận trong 5 năm tới. Phần lớn những chú hổ luôn có sẵn kế hoạch, dự định cho sự phát triển của bản thân mình từ trước đó. Nếu như họ cố gắng phấn đấu hết sức mình, không ngừng nghỉ, cộng với sự hỗ trợ từ quý nhân nữa, thì họ có thể đạt được những thành tựu hết sức đáng mong đợi và ngoài sức tưởng tượng của người khác. Với những người đang làm công việc văn phòng, làm công ăn lương, thì nhờ vào có sự trợ giúp của các thần, phúc tinh mà mọi việc được diễn ra thuận lợi suôn sẻ. Mặc dù trong 5 năm tới, Giáp Dần sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn, nhưng nếu như bản mệnh kiên trì, nhẫn nại, nỗ lực và không bỏ cuộc hay chùn bước, thì từ nay Giáp Dần sẽ nhận được những thành công nhất định. Những người tuổi Giáp Dần lúc này đã luôn dành thời gian để có thể tìm kiếm cho bản thân nguồn cảm hứng sáng tạo, ý tưởng phong phú, đồng thời dám thử sức bản thân vào những lĩnh vực ngành nghề mới, có thể triển khai những ý tưởng táo bạo hơn. Quý nhân ở bên cạnh sẽ giúp bản mệnh mở ra được những hướng đi mới mà chưa ai từng bước đi. Sự đánh giá cao từ phía cấp trên làm gia tăng cơ hội thăng tiến trong tương lai cho Giáp Dần. Với những Giáp Dần làm chủ kinh doanh, buôn bán, làm tư nhân thì luôn phải chuẩn bị sẵn tinh thần để sẵn sàng ứng phó với những tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Tuy nhiên, đừng vì vậy mà thoái chí nản lòng, bởi vì đến cuối cùng thì quý nhân sẽ xuất hiện và chỉ ra cho Giáp Dần cách để bản mệnh có thể biến thách thức thành cơ hội. Tử vi 12 con giáp cho thấy từ trung vận, cụ thể là trong 5 năm tới, sẽ là một giai đoạn có nhiều sự thay đổi cho Giáp Dần. Để gia tăng phúc khí, sự may mắn, tử vi khuyên gia chủ nên có những sự thay đổi lớn, ví dụ như có thể kết hôn, mua nhà, hoặc có thể trang trí nhà cửa, mang theo bên mình những vật phẩm phong thủy phù hợp với bản mệnh để gia tăng tác dụng cho vận khí may mắn. Giai đoạn này, Giáp Dần sẽ được quý nhân giúp đỡ, nên dù gặp phải chuyện gì thì đến cuối cùng sẽ đưa đến kết quả tốt đẹp. Khả năng thăng tiến rất lớn, nếu như có ý định kinh doanh thì nên tiến hành và phát triển mở rộng đều rất tốt. Thực lòng thì ở giai đoạn này, Giáp Dần vẫn sẽ vất vả và nhiều biến động. Mặc dù Giáp Dần rất mạnh mẽ, có bản lĩnh nhưng đôi lúc vẫn không tránh khỏi việc rơi vào hoàn cảnh lao tâm khổ tứ. Tuy nhiên, điều mà bản mệnh cần làm trong thời gian này là phải kiên định với những định hướng, quyết định của bản thân. Đừng vì một chút sóng gió mà lung lay ý chí, nghị lực của mình. May mắn là cùng với đó bản mệnh sẽ được các tinh phúc thần nâng đỡ, công việc cũng dần hanh thông thuận lợi và đi đúng với vận trình guồng quay, Giáp Dần cũng trở nên bớt vất vả hơn. Xem tử vi tuổi Giáp Dần thường xuyên, ta có thể dễ dàng thấy được một điều quan trọng nữa mà tuổi Giáp Dần cần quan tâm là cách họ phản ứng và hậu quả của sự nóng nảy. Kẻ thù tồi tệ nhất của con giáp này là thiệt hại họ gây ra cho chính mình trong các cơn bốc hỏa. Sự nhanh nhẹn và trí thông minh sắc bén giúp tuổi Giáp Dần học rất nhanh, bản tính chóng chán cộng với khát khao thử thách khiến họ đổi nghề nhiều hơn so với các con giáp khác. Một số người sinh năm Dần tuy không thường xuyên đổi nghề nhưng lại thích làm cùng lúc nhiều việc. Người sinh năm này thường có chung mục tiêu trong cuộc sống. Thế nhưng dù làm trong lĩnh vực nào, tính cách người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 cũng chinh phục vinh quang bằng cách sắp xếp công việc khoa học, hợp lý, đem lại hiệu quả cao. Về mặt tài lộc, mệnh số Giáp Dần trời sinh vốn sở hữu tính cách mạnh mẽ, quyết đoán và kiên định trước mọi sóng gió. Bản mệnh luôn tin rằng chỉ cần bản thân nỗ lực, phấn đấu hết mình thì sẽ gặt hái được thành công như mình mong muốn. Năm 2023 đã qua,
Giáp Dần đã phải trải qua rất nhiều biến cố thăng trầm, nhưng nhờ vào bản lĩnh tuyệt vời của mình, thì bản mệnh đã từng bước giải quyết vấn đề. Trong 5 năm tới, Giáp Dần hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều hỷ sự, cũng như vận khí may mắn sẽ chờ đón Giáp Dần, đặc biệt là được sự chiếu cố của quý nhân, giúp cho cuộc sống của mệnh chủ thăng hoa phát triển hơn. Giai đoạn tương lai này, vận trình công danh, sự nghiệp của Giáp Dần có nhiều khởi sắc, giúp cho tài lộc cũng tăng nhanh. Một phần cũng là nhờ vào sự xuất hiện đúng lúc của quý nhân, giúp bạn sửa chữa khắc phục được những vấn đề nan giải. Trong 5 năm tới, Giáp Dần sẽ có những chuyển biến, những sự thay đổi về nơi ăn trốn ở, thu nhập lương bổng hay công ăn việc làm. Chính vì vậy hãy nhân cơ hội này hãy tìm ra điểm mạnh, thế mạnh của bản thân mình hoặc là những điều mà bản thân Giáp Dần thật sự mong muốn. Mọi việc khi mới bắt đầu sẽ gặp phải nhiều trắc trở, chướng ngại. Điều gia chủ cần làm bây giờ chính là kiên trì nhẫn nại để theo đuổi ước mơ, mục tiêu và đam mê đến cùng. Sau đó quý nhân nhất định sẽ giúp đỡ cho Giáp Dần, góp phần giúp Giáp Dần đạt được thành công tốt đẹp. Với những bản mệnh làm đầu tư, làm ăn kinh doanh thì có thể thử sức bản thân với những hạng mục, dự án mới. Đừng vì khó khăn vất vả mà e sợ hay chùn bước, bởi vì đây chính là yếu tố tất yếu quyết định đến sự thành công của bản mệnh. Ở khoảng thời gian này thì Giáp Dần nên chú ý đến việc xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp với cấp trên, đồng nghiệp, đó có thể là những người giúp đỡ gia chủ rất nhiều trên phương diện sự nghiệp cũng như làm ăn đấy. Tuy nhiên tài lộc không nằm ở việc quý vị có tiền hay sự nghiệp lớn mạnh, tài lộc còn nằm ở việc quý vị được ban sức khỏe tốt, có được sự kính trọng từ những người thân xung quanh. Cuộc sống ấm êm hạnh phúc hơn người khác rất nhiều, đây cũng vốn là vận số người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 được hưởng, càng về già càng giàu có, của cải chất cao như núi, khiến thiên hạ trầm trồ nể phục. Cũng có thể nói trong 5 năm tới, con giáp này sẽ có được tài lộc viên mãn, sức khỏe có đôi chút biến động, nhưng không ảnh hưởng quá nhiều với cuộc sống của con giáp này. Trong làm ăn, nếu người tuổi Giáp Dần có thể kết hợp với người tuổi khác thì sẽ gặp may mắn rất nhiều. Tuy nhiên cũng không ngoại trừ trường hợp gặp phải kẻ tiểu nhân bị ổi hãm hại trên đường đời, thế nên việc lựa chọn tuổi để làm ăn là chuyện vô cùng quan trọng. Theo luận đoán tử vi, tuổi Giáp Dần nên hợp tác làm ăn với các tuổi Mậu Ngọ, Quý Hợi, Giáp Dần, Canh Thân để công việc làm ăn tiến triển thuận lợi và đạt hiệu quả cao hơn. Mối quan hệ hợp tác này sẽ giúp họ gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Ngoài ra Giáp Dần không nên kết hợp với tuổi Tân Dậu, Kỷ Dậu, Kỷ Tỵ, Ất Mão, Đinh Tỵ, bởi đó là những tuổi đại kỵ không phù hợp kết duyên hay hợp tác làm ăn. Về sức khỏe, tuổi Giáp Dần trong 5 năm tới. Khi bước vào tuổi trung niên, Giáp Dần phải gồng gánh trên vai những trách nhiệm và nghĩa vụ. Nếu hỏi Giáp Dần ở tuổi này sợ nhất điều gì, câu trả lời có lẽ chỉ gói gọn trong 3 điều: con cái ốm đau, cha mẹ già đổ bệnh, sức khỏe bản thân không tốt. Khi còn trẻ, tuổi trẻ là vốn liếng quý giá của một đời cũng chỉ là một câu nói, nghe vào tai nọ rồi ra tai kia. Nhưng khi trở nên già dặn và từng trải hơn, Giáp Dần mới dần phát hiện ra giá trị của nó. Đến một lúc nào đó, bản mệnh có thể sẽ phải đối mặt với cả ba nỗi sợ đó cùng một lúc. Con cái chính là điểm yếu của cha mẹ. Bản mệnh vốn luôn nghĩ mình có thể kiên cường vượt qua mọi khó khăn trong công việc và cuộc sống. Nhưng đến khi có con rồi, mỗi khi con gặp chuyện, bản mệnh lại thấy bản thân chưa đủ tốt, phải cố gắng thêm. Cha mẹ cũng là nỗi trắc trở trong lòng những người con như Giáp Dần. Bản mệnh khi đến tuổi trung niên, cha mẹ của Giáp Dần đều đã bạc trắng mái đầu. Khi cha mẹ cao tuổi khỏe mạnh, mọi thành viên trong gia đình Giáp Dần dù làm gì, dù đi đâu cũng luôn thấy có điểm tựa vững vàng. Nhưng một khi cha mẹ cao tuổi dần suy yếu, cùng với đó là biết bao bệnh tật trong người. Người làm con như Giáp Dần mới thấy thời gian trôi đi thật quá nhanh. Điều đáng sợ nhất là khi Giáp Dần đã có được tiền bạc, địa vị, danh vọng trong xã hội, nhưng cha mẹ lại chẳng còn có thể ở bên để chia sẻ niềm vui đó. Khi một Giáp Dần tới tuổi trung niên, sức khỏe của cha mẹ chính là điều mà bản mệnh đau đáu nhất trong lòng. Đồng thời, sức khỏe của bản thân cũng dần trở thành một vấn đề đáng lo ngại. Ngày trẻ Giáp Dần cũng có thể thức đêm giải trí hoặc điên cuồng làm việc vì muốn có được một tương lai tốt đẹp. Nhưng đến khi tuổi trung niên bắt đầu tới gần, bản mệnh mới nhận ra sức khỏe đang trôi tuột thật nhanh, khi đó mọi sự đánh đổi đều là vô nghĩa. Lúc còn trẻ Giáp Dần cũng muốn tranh thủ kiếm tiền để về già hưởng thụ, được đi du lịch khắp nơi, được tận hưởng nhu cầu giải trí. Đến khi sau tuổi 50, nhìn lại Giáp Dần mới dần ngộ ra hạnh phúc đơn giản chỉ là cả gia đình đều mạnh khỏe và bình an. Tiền kiếm cả đời cũng không bao giờ là đủ, thay vì khổ tâm kiếm tiền, hãy học cách trân trọng sức khỏe và yêu thương cha mẹ, con cái, người thân quanh nhiều hơn. Nếu tìm kiếm trên Google, số kết quả cho cụm từ khủng hoảng tuổi trung niên không chỉ phản ánh lo lắng về sức khỏe, mà đó còn là áp lực cuộc sống khi nhiều người mất tự tin về khả năng kinh tế, thất vọng với những điều lỡ dở từ thanh xuân,
trong khi tuổi nghỉ hưu đã cận kề, điều đó càng trở nên sâu sắc hơn trên vai của Giáp Dần, từng gồng gánh trách nhiệm kinh tế cho cả gia đình. Theo báo cáo tổng quan về dịch vụ chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi tại Việt Nam do Tổ chức Y tế Thế giới phối hợp cùng Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc cho biết, người cao tuổi Việt Nam có khá nhiều bận tâm, trong đó nổi cộm là các vấn đề sức khỏe, dinh dưỡng, tiền hưu trí, thiếu thốn, lo lắng tiền bạc ở tuổi trung niên không chỉ là vấn đề tinh thần mà có thể gây ra những cơn đau nhức khi về già, những cơn đau này cần phải chữa trị. Rồi hóa đơn y tế phát sinh lại tạo thêm áp lực tài chính cho Giáp Dần ở độ tuổi trung niên, khiến gia chủ càng lo lắng hơn nữa. Theo các chuyên gia tử vi, để giải quyết được căng thẳng này, Giáp Dần từ 50 tuổi trở đi, tuổi trung niên cần tìm cách cân bằng thân tâm trí, thông qua chọn lọc ưu tiên và buông bỏ bớt những điều chưa làm được, tập trung vào những giá trị cốt lõi của bản thân, xây dựng các mối quan hệ có ý nghĩa cho cuộc sống. Về phương diện tình cảm, 5 năm tới hứa hẹn sẽ mang đến nhiều niềm vui cho những ai đang mong chờ một mối quan hệ mới. Sao Bách Việt như một vị sứ giả tình yêu, mang theo những cơ hội để bạn gặp gỡ và kết nối với người tâm đầu ý hợp. Hãy mở lòng mình, chủ động nắm bắt những cơ hội đến, bạn sẽ dễ dàng tìm thấy nửa kia của mình. Đối với những cặp vợ chồng, đây là thời điểm để vun đắp thêm tình cảm và sự gắn kết. Những mâu thuẫn trước đây đã được hóa giải, nhường chỗ cho sự hòa hợp và yêu thương. Hãy dành thời gian quan tâm, chăm sóc nhau, cùng nhau chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống để tình cảm thêm bền chặt. Dù thuận lợi về mọi mặt nhưng bạn cũng sẽ có rất nhiều việc để làm và theo đuổi, cảm giác bận rộn là không thể tránh khỏi. Càng những lúc như vậy càng phải chăm sóc sức khỏe đầy đủ, công việc bận rộn càng cần phải có nền tảng thể chất đảm bảo mới đáp ứng được cường độ làm việc cao. Còn một khi để đổ bệnh, dù bạn có ôm ấp tham vọng lớn lao đến đâu cũng chẳng có sức mà theo đuổi. Tiếp theo đây chúng ta cùng đi vào chi tiết vận mệnh của tuổi Giáp Dần 1974 theo tháng sinh âm lịch. Tuổi Giáp Dần sinh tháng 1 âm lịch, tháng Dần, tiết đầu xuân mọi thứ đổi mới, tuổi Giáp Dần có thể vùng vẫy tứ phương, danh vang bốn bể, gia vận hưng thịnh, cốt cách hiếm quý, ý chí kiên cường, được cả danh và lợi, không lụy ai, phú quý cát tường, con hiền cháu giỏi. Tuổi Giáp Dần sinh tháng 2 âm lịch, tháng Mão, tiết kinh chập chính là lúc xuất binh, tuổi Giáp Dần có đất dụng võ, có chí vén trời lật đất, dựng đại nghiệp, góp kỳ công có thể thống lĩnh mọi người, mưu lực trí tuệ. Tuổi Giáp Dần sinh tháng 3 âm lịch, tháng Thìn, tiết thanh minh, có ngày nở mày nở mặt, người này sẵn có uy quyền, mọi người kính trọng ngưỡng vọng, có thể xung thiên lập đại công, địa vị cao, nhà cửa thì có khí tượng, mới xong vẫn giữ được quy mô xưa kia của gia thế. Tuổi Giáp Dần sinh tháng 4 âm lịch, tháng Tỵ, tiết lập hạ, trong trẻo ấm áp, vân du tứ hải, nhà cửa đông vui, cả cuộc đời chỉ mong gia đạo tốt tươi, là người có tướng làm quan, gia đình hòa mộc, anh em thân thiết, con cái đỗ đạt hiền lương, ông bà vợ chồng sum vầy, nuôi kẻ dại thành người khôn, cả đời không phiền não, mọi việc thuận lợi. Tuổi Giáp Dần sinh tháng 5 âm lịch, tháng Ngọ, tiết mang chủng, có cơ hội để làm mình ăn, người này vốn có thái độ tôn nghiêm tiến thoái tự do, văn võ kiêm toàn, đảm lược hơn người lập đại nghiệp tính tình đôn hậu, bản chất kiên cường, bất hòa với người, cứ phấn đấu tiến lên khắc có cơ hội thành công, khí thế quyền lực, bị người ta làm khó, tay trắng lập nghiệp phú quý thành công. Tuổi Giáp Dần sinh tháng 6 âm lịch, tháng Mùi, tiết tiểu thử, con giáp này trời sinh đặc tính uống nước không có nguồn, khát cháy cổ, chỗ nào cũng khó khăn khí lực có thừa, tài lực không đủ, là nạn trời tạo, có hoài bão song khó toại nguyện, vất vả mất mát nhiều, tuy có tài năng song không đắc chí, hiệp nghĩa can trường ít ai bằng, cả đời thiếu cơ hội tốt. Tuổi Giáp Dần sinh tháng 7 âm lịch, tháng Thân, tiết lập thu, hổ mùa thu đặc biệt lợi hại, tính khí kiên cường, ý chí sắc bén, vất vả trèo non lội suối, dễ như trở bàn tay, nạn vào nơi nước sôi lửa bỏng, chẳng ngại ngần gì có thể khắc phục mọi khó khăn, mọi việc đều có khả năng thành công, cuộc sống lúc trẻ có phần vất vả cô đơn, may mắn lớn được ổn định, có thể sống cuộc sống yên bình. Tuổi Giáp Dần sinh tháng 8 âm lịch, tháng Dậu, tiết Bạch Lộ, đây là người có tài nhìn xa trông rộng trước sau như một, hiểu đạt bốn bể, một tay giữ vững thiên hạ, được người nể phục, uy chấn mọi người, vạn sự như ý, là phúc trời ban, thông minh nhanh nhạy hoạt bát, văn chương cái thế, danh vang tứ phương. Tuổi Giáp Dần sinh tháng 9 âm lịch, tháng Tuất, tiết Hàn Lộ, thiếu tính tự lập, dựa dẫm vào người khác, mọi chuyện trắc trở, mong mà không toại, biết trách ai có lực không xuất, sẽ ăn sạch cả núi, công việc buông lơi, không gánh được trọng trách, bụng đầy kinh luân, sinh không gặp thời, chỉ mong bình an, ít mưu nghiệp lớn, chỉ trông đợi ở con cháu. Tuổi Giáp Dần sinh tháng 10 âm lịch, tháng Hợi,
tiết lập đông, số sai nhà vất vả gian truân, mưu cầu khá suôn sẻ, có chí song một thân một mình khó giữ. Là người thông minh, nhanh nhạy, hiền lành, nghĩa khí ôn hòa, thuận thời nghe mệnh, ai thành công khắc có ngày mãn nguyện. Tuổi Giáp Dần sinh tháng 11 âm lịch, tháng Tý, tiết đại tuyết, con giáp này hay bị tiểu nhân hãm hại, nơi nơi đều là địch, xuất hành gian nan, ưu sầu không thôi. Có số sát thương bệnh tật, hình phạt đoản mệnh, gia vận phức tạp trắc trở gập ghềnh, tai họa bất ngờ, hiểm nguy chờ sẵn phải luôn cẩn thận. Tuổi Giáp Dần sinh tháng 12 âm lịch, tháng Sửu, tiết tiểu hàn, cuộc đời con giáp này thường gặp rất nhiều may rủi, lo âu dồn dập, lành ít dữ nhiều, gặp kẻ ám hại, có tránh cũng không được, cái ăn cái mặc không đều. Đề phòng họa sát thân, rơi vào hoàn cảnh khổ sở, mọi việc khó thành, hành động không suôn sẻ, đành an phận thủ thường, tránh ra ngoài thận trọng cũng là điều may vậy. Quý vị thân mến, ở mỗi độ tuổi khác nhau chúng ta đều có những sứ mệnh riêng, trong cuộc sống, những suy nghĩ, trạng thái tâm lý cũng dần thay đổi theo thời gian. Và nếu như tuổi Giáp Dần muốn buông bỏ những chuyện đã qua để có một cuộc sống thịnh vượng, bình an trong 5 năm tới, nhất định phải làm hai điều sau đây: mở lòng khoan thứ, bao dung. Thứ nhất, bạn nhất định phải mở lòng khoan thứ, bao dung và thương chúng sanh. Cả đời chúng ta đã hao phí biết bao nhiêu thời gian vào việc quấy nhiễu, làm tổn thương, hủy báng và phê bình người khác. Chúng ta đã đi quá xa và không kịp bình tĩnh lại để hiểu mình xem mình có lỗi lầm gì hay không. Chúng ta mỗi ngày mở mắt ra là toàn thấy lỗi lầm và sai trái của người khác. Mỗi lần mở miệng là toàn nói lỗi lầm của người khác. Con người là loài vĩnh viễn chịu phiền não, từ sáng đến tối đều phiền não, đến già chết vẫn không giác ngộ được. Muốn có cuộc sống hạnh phúc, nhất định bạn phải mở lòng khoan thứ, bao dung, thương chúng sanh. Các bạn không phải là thánh nhân, trong tâm bạn nhất định có sự phẫn nộ, giận hờn người khác, rất chán ghét, ganh tị người khác, đúng không? Trong các bạn, ai là người từ trước đến nay không có những tính khí như vậy? Không có ai, mọi người ai nấy đều có những tính tình như vậy. Hiện tại tôi đang nói với mọi người rằng làm thế nào để sống những ngày an lạc, hạnh phúc. Câu trả lời là cần phải thương yêu và khoan thứ cho mọi người, mọi chúng sanh. Không cần phải xem khuyết điểm của người khác, chỉ nên xem bản thân mình có khuyết điểm hay không. Tôi xin nêu một ví dụ như thế này, cùng làm việc chung một công ty, năng lực của người ta so với tôi hơn hẳn, thế là tôi sanh tâm đố kỵ, ganh tị anh ta. Trong lòng tôi rất bất mãn, các bạn xem, nếu như vậy là người kia khổ hay tôi khổ, bạn ganh ghét người ta, hận người ta lại không biết. Chỉ mình bạn chuốc lấy phiền muộn, rồi sau đó, có một ngày bạn thật sự chịu đựng không nổi, đối với người bạn ghét, bạn nói, tôi hận anh có biết không? Người kia trả lời, tôi đâu có biết, tôi có biết gì đâu, người như thế không phải là rất đáng thương sao, trên thế gian này chỉ có lòng từ bi mới có khả năng làm vơi đi những nỗi khổ niềm đau. Các bạn nhất định phải hy xả, cần phải mở lòng khoan thứ, bao dung, thương yêu mọi người, mọi chúng sanh, thương yêu và tha thứ mọi người. Bạn sẽ sống những ngày rất hạnh phúc. Tối hôm nay các bạn đến đây nghe tôi nói bài pháp thoại này, giống như nắm được 20 vạn đô la tân gia ba, trở về nhà ngủ rất ngon giấc. Bạn có thể nói, trước đây tôi rất hận anh, hôm nay nghe thầy giảng, tôi không còn hận anh nữa, coi như đời trước nợ anh hãy cầm lấy mà dùng. Trong Lục Tổ Đàn Kinh nói, người ta thì thị phi, hơn thua, còn ta thì không, đó chính là lời của Lục Tổ Huệ Năng dạy cho chúng ta, người ta mang nhiều thị phi, hơn thua quá. Chúng ta thì không nên có thị phi, hơn thua, chúng ta cần phải thực hiện nguyên tắc này, khoan thứ, bao dung với mọi người, mọi chúng sanh, đây là điều căn bản trước tiên của người học Phật. Có như vậy bạn mới không bị khổ đau, phiền não. Kỳ thật, chúng ta không phải vì chúng sanh mà thương yêu chúng sanh, mà là vì chính bản thân mình. Vì muốn làm cho tâm hồn chúng ta hưởng thụ được một phần an tịnh, vắng lặng trong nội tại, để được tươi mát, an lạc, hạnh phúc tự tại. Bởi vậy, bạn nhất định phải mở lòng bao dung, thương yêu và tha thứ chúng sanh. Khi đó, trí tuệ của chúng ta sẽ bừng sáng, tâm địa cũng từ đó rộng lớn, bao la, thay đổi, chuyển hóa chính mình. Thứ hai, chuyển hóa chính mình, thay đổi tính hiếu thắng, muốn hơn người khác. Đức Phật dạy, chiến thắng trăm vạn đại quân không phải là người chiến thắng vĩ đại. Chiến thắng chính mình mới là người chiến thắng vĩ đại. Nói một cách đơn giản, việc làm cần thiết nhất của người học Phật là phải thay đổi, chuyển hóa chính mình. Học hiểu Phật Pháp rồi, chúng ta sẽ thay đổi được bản thân. Tôi luôn quan niệm, nếu hôm nay các bạn không đến đây, tôi sẽ tìm niềm vui trong chính mình, bởi vì cuộc sống của tôi luôn trôi chảy. Nếu chuyển hóa bạn không được, tôi chuyển hóa chính mình. Vì vậy, mỗi lần giảng kinh tôi đều nói đi nói lại, là chỉ vì muốn chuyển hóa bản thân chúng ta, nhanh chóng dừng lại những việc tranh chấp, hơn thua để tiến đến cuộc sống an lạc, hạnh phúc. Mỗi ngày, chúng ta mở miệng ra đều tạo nghiệp, đều nói toàn những điều thị phi, toàn tung ra những lời bịa đặt, vì mục đích bảo vệ danh dự và quyền lợi của mình, hoặc chỉ để giải trí, câu like,
Bất kể những điều hư vọng, bạn mặc tình chia sẻ để hại người, thương tổn chúng sanh, gây hoang mang dư luận, các bạn hãy kiểm nghiệm lại lương tâm, từ nhỏ đến lớn có phải đã từng vì báo thù, vì tham một chút tiện nghi hoặc là vì một chút danh lợi mà nói dối, bôi nhọn người khác, làm thương tổn người khác. Vì vậy, điều mà tôi muốn trình bày với các bạn là làm thế nào để có được cuộc sống hạnh phúc. Bạn không nên nghe thị phi, tai của chúng ta như một đóa hoa là nên để nghe Phật Pháp, mà không nên dùng để nghe những điều thị phi, bởi vì thị và phi là cặp phạm trù đối lập, tương đối, nghe từ một phía thì không chính xác, từ người này nghe những lời nói ngon ngọt, êm tai, rồi dùng ý thức chủ quan hiểu lịch lạc sự thật đi thoá mạ, nói xấu người khác, tất cả những lời nói độc ác nào cũng đều tuôn ra. Vì vậy, nếu chúng ta không có trí tuệ, chỉ nghe từ một phía, thì bạn sẽ bị người ta che đậy, lừa dối, không thấy được chân tướng của sự thật. Không những mình nghe không được chính xác mà còn truyền bá những điều sai trái, ngộ nhận cho nhiều người khác nữa. Không nghe, không nói và không tuyên truyền thị phi. Nghe những điều thị phi đối với chúng ta đã là điều không tốt rồi, mà nói những lời thị phi đối với chúng ta cũng chẳng có lợi ích gì, còn tuyên truyền cho người khác là việc làm ác. Đối với chúng ta cũng không có gì là tốt cả. Người đời ai cũng muốn ẩn ác dương thiện, huống nữa là một người học Phật. Một người học Phật muốn liễu sanh thoát tử, muốn thành Phật, muốn thành thánh hiền, mà mỗi ngày toàn tuyên truyền những điều thị phi, bạn nói thử xem, họ có thành Phật được không? Họ sẽ thành ma. Phật và ma phát âm theo tiếng Đài Loan rất giống nhau, thành Phật thành ma không phân biệt bao nhiêu, nghe kỹ thì chỉ khác biệt một chút mà thôi. Vì vậy nên nói rằng, ba điều căn bản tu hành là không nghe thị phi, không nói thị phi, không tuyên truyền thị phi. Hy vọng tất cả chúng ta nhất định ghi nhớ, tóm lại, thị phi không giúp ích gì cho chúng ta tu hành. Bạn không cần phải can thiệp vào chuyện xấu tốt của người khác, chỉ cần quan tâm đến những chuyện xấu tốt của chính bản thân mình có hay không. Đó mới là điều quan trọng nhất. Bạn tâm chăm sóc bản thân mình cho tốt, nhún nhường bản thân mình một chút, là một ngày mình sống được hạnh phúc một chút. Vì sao suốt ngày chỉ xem vào chuyện của người khác kia chứ? Giả sử tôi không quan tâm đến bạn, tôi không xem vào chuyện của bạn, nhưng tôi dùng sức cảm hóa, tôi xem có độ bạn được thì độ, độ không được bạn thì tôi trở lại độ chính bản thân tôi trước. Không nên vì khuyết điểm của người khác mà ảnh hưởng đến tâm hồn của bạn. Chúng ta vốn có thể sống một cuộc sống rất hạnh phúc, rất tự tại, thảnh thơi, nhưng vì chúng ta quan tâm thái quá đến những chuyện xấu tốt, những thiện ác, thị phi, cao thấp của người, cho nên đánh mất chính mình. Người xưa có nói, bụi hồng đáng lý ở trong núi, vì sao gió bụi lại có thể nhiễm người, tại người quấy nhiễu gió bụi đó thôi. Chúng ta đều là người dại khờ, đi nắm lấy cái khách trần phiền não bên ngoài, làm nhiễm ô cái tự tánh thanh tịnh, an vui của chính ta. Người ta chẳng ai thèm nhớ nghĩ đến nội tâm của mình, chỉ toàn nhớ nghĩ đến ngoại cảnh, nhớ đến thị phi, để cho tâm hồn mình bị nhiễu loạn. Vì vậy, điều quan trọng nhất của người học Phật là học thế nào để giữ gìn cho được cái bảo vật tràn đầy an vui, từ bi, không chướng ngại, như bất động của tâm hồn mình. Cũng giống như núi xanh không chuyển động, mây trắng mặc đến đi, hết thảy mọi sự việc nhân duyên trước mắt đều có thể quán chiếu các pháp như, huyễn như hóa, như mây khói qua mắt, không khởi tâm, không động niệm, giữ gìn tâm hồn an tĩnh thành một khối như bất động, để tận hưởng niềm hỷ lạc vô biên trong tận suối nguồn tâm linh. Hãy nhớ, đối với bản thân mình hãy từ bi một chút, phải vui vẻ với chính mình một chút, không việc gì phải bận tâm nghĩ ngợi lung tung, không cần phải tìm phiền não. Đó là điều quan trọng nhất, trong cuộc sống lúc nào cũng giữ tâm thanh tịnh, vui vẻ tràn đầy, đó mới là hưởng thụ cuộc sống, tự nhiên có thể sống rất an lạc, hạnh phúc tại đây và bây giờ. Quý vị thân mến, Minh Đường Tử Vi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay. Hy vọng rằng với những thông tin mà chương trình vừa chia sẻ sẽ giúp cho quý anh chị và các bạn có cái nhìn tổng quan về vận trình công danh, sự nghiệp của mình trong thời gian sắp tới. Từ đó quý anh chị có thể lên kế hoạch, hướng đi đúng đắn hơn. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần tư vấn vui lòng gửi đến chúng tôi bằng cách comment dưới phần bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ giải đáp cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Thay mặt cho những người làm chương trình, xin chúc quý vị có những ngày tháng luôn vui vẻ, hạnh phúc và bình an.